Xoài TV xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới nhiều niềm vui. Thưa quý vị và các bạn, theo những thông tin mà chúng tôi nhận được, vào thời gian gần đây, phía Trung Quốc liên tục nhận lãnh những sức ép khủng khiếp từ Việt Nam vì có liên quan đến việc bao che dung túng cho ông Ngô Xuân Lịch, một người hoạt động tình báo cho phía gián điệp Hoa Nam, nhưng nhận được sự ủng hộ của phía Trung Quốc và nhận được sự che chở của lực lượng quân sự của nước này. Theo như các thông tin mà chúng tôi mới nhận được trên những phương diện thông tin đại chúng và mạng xã hội, vào ngày hôm nay, ông Ngô Xuân Lịch đã chính thức có những phản ứng mang tính hoảng loạn và vượt ngoài tầm kiểm soát, mất bình tĩnh khi đại sứ Hùng Ba đã buộc phải chấp nhận cúi đầu đàm phán với ông Phan Văn Giang. Đây có thể là bước đầu khởi động cho một tiến trình mới giữa quan hệ Việt Nam và Trung Quốc, trong đó rõ ràng thì mối quan hệ giữa Việt Nam-Trung Quốc trị giá nhiều tỷ đô, không thể nào so sánh với một người như Ngô Xuân Lịch, một kẻ can tâm bán nước cho Tàu Cộng và phục vụ cho lợi ích của Trung Quốc. Cần phải nhắc lại rằng, trong thời gian vừa qua, Thượng tướng Phan Văn Giang đã thay mặt Quân ủy Trung ương tiến hành đàm phán với các quan chức ngành ngoại giao của Bắc Kinh tại Hà Nội, trong đó có ông đại sứ Hùng Ba, về việc để cho Ngô Xuân Lịch, một tên tội phạm của Việt Nam lẩn trốn trong khu vực lãnh thổ của Trung Quốc, đó là Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, và ông Thượng tướng Phan Văn Giang rất muốn phía Trung Quốc cần phải dẫn độ ông Ngô Xuân Lịch và chấp nhận cho Phan Văn Giang tiến hành xét xử theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Như vậy mới tương xứng với những hành vi mà ông Ngô Xuân Lịch đã gây ra đối với Việt Nam. Tuy vậy, ông đại sứ Hùng Ba dường như chần chừ vì khi giao nộp Ngô Xuân Lịch ra thì thể diện của phía Trung Quốc sẽ bị tổn hại nghiêm trọng do nước này thực hiện hành động mang tính giật dây giúp cho Ngô Xuân Lịch hoạt động tình báo và thu thập các tin tức mang tính chống phá Việt Nam. Điều đó khiến cho Việt Nam vốn dĩ đã đề phòng Trung Quốc nay lại ngày càng trở nên đề phòng hơn. Quay trở lại với vấn đề này, chúng ta nhận ra hai khả năng, một là phía Hùng Ba đang ngày càng lo sợ những động thái cứng rắn của Thủ tướng Phan Văn Giang. Thứ hai có thể là ông ta nhận thấy nếu như kéo dài tình trạng này thì Trung Quốc sẽ là quốc gia bị thiệt thòi vì nước này dung túng cho một tên tội phạm của Việt Nam. Thì trong tương lai không xa, nếu như muốn bắt tội phạm của Trung Quốc trong lãnh thổ Việt Nam cũng trở nên khó khăn hơn nhiều. Đó là chưa kể việc ngoại giao cũng gây ra trở ngại lớn. Nếu như Việt Nam không chấp nhận nhập hàng hóa Trung Quốc, thì tự nhiên Trung Quốc mất đi thị trường gần 100 triệu dân, khi đó vấn đề kinh tế chính trị cũng sẽ bị ảnh hưởng. Do quan hệ giữa hai nước xấu đi, Việt Nam quyết định ngả theo Mỹ, thì vấn đề lợi ích của Trung Quốc sẽ trở nên vô cùng khủng khiếp. Về mặt tổn hại, đây là lý do ông Hùng Ba buộc phải ngồi lại đàm phán với Phan Văn Giang. Trong khi đó, ông Ngô Xuân Lịch dường như cũng ý thức được số phận của một tên thân tàu bán nước cho Trung Quốc, cho nên hắn ta đã đưa ra một số những hành động mang tính chiến lược như tìm cách chạy trốn một khi ông Ngô Xuân Lịch chạy sang Trung Quốc, thì Trung Quốc không có cách nào có thể trao trả về phía Việt Nam. Theo như các thông tin cho hay, ông Ngô Xuân Lịch đang sắp xếp những cận vệ của ông ta tìm cách đưa ông ta ngược lên biên giới phía Bắc hoặc đưa sang Lào để có cơ hội tẩu thoát ra nước ngoài. Ngoài tầm với hệ thống gián điệp Việt Nam cũng như khả năng quyết định của ông Hùng Ba, điều đó là có thể có khả năng xảy ra vì ông Ngô Xuân Lịch từng làm đại tướng, ông ta rõ ràng có rất nhiều những nguồn tiền, những nguồn tin thân cận và các đàn em trung thành sẵn sàng vì ông ta mà sống chết. Hiện nay vẫn chưa biết kết quả đàm phán giữa ông Ngô Xuân Lịch và đại sứ Hùng Ba ra sao, nhưng chúng ta có thể thấy một xu hướng đi xuống trong mối quan hệ giữa ông Lịch và ông Hùng Ba đến một trong những hiệu quả có lợi cho Phan Văn Giang. Đó là việc hai bên nghi ngờ nhau thì sẽ không còn lòng tin và dẫn đến đổ vỡ trong tính toán. Và cái kết cuối cùng đó là việc ông Hùng Ba giao nộp cho Ngô Xuân Lịch cho phía Phan Văn Giang. Và Ngô Xuân Lịch chắc chắn sẽ mất quãng đời còn lại để bóc lịch trong nhà Lao, cho đến giờ vẫn ở đây. Chúng ta nhận thấy một thực tế là những kẻ bán nước cho Trung Quốc chưa bao giờ nhận được một cái kết cục tốt đẹp hơn. Chúng ta thấy tấm gương là Hoàng Văn Hoan, Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc là chúng ta hoàn toàn có thể nhận ra một thực tế phũ phàng như trên. Trong hiện nay, các yếu tố có liên quan đến đấu tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc đang ngày càng trở nên rõ nét hơn, đặc biệt là trên quần đảo Trường Sa. Theo như các thông tin cho hay. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, hàng loạt các biến cố lớn đã xảy ra, trong đó có Bộ Quốc phòng Việt Nam khi hay tin một trong những người quyền cao chức trọng của cơ quan này, từng là thủ trưởng cấp cao nhất của quân binh, quân đội, là ông Ngô Xuân Lịch.
Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chính là một trong những người gián điệp Hoa Nam. Được biết, trong bối cảnh hiện nay, những thông tin có liên quan đến Ngô Xuân Lịch đang ngày càng thu hút sự chú ý của dư luận. Ngay sau khi phát giác việc ông Ngô Xuân Lịch là gián điệp Hoa Nam, ông Thượng tướng Phan Văn Giang đã tiến hành bao vây toàn bộ khu nhà riêng của ông Ngô Xuân Lịch. Trong đó thẩm vấn từng người một trong ngôi nhà này, rất tiếc Ngô Xuân Lịch đã nhanh chóng cao chạy xa bay, bỏ mặc vợ con bên ngoài và khối tài sản khổng lồ đang nằm dưới nền móng của ngôi nhà mà ông đang ở đây, chính là số vàng mà tình báo Hoa Nam đã trả công cho ông sau khi cung cấp hàng loạt những thông tin mật có giá trị lớn. Ngay sau khi cung cấp thông tin có liên quan đến Ngô Xuân Lịch bị phơi bày, người ta bắt đầu thắc mắc rằng không chỉ riêng ông Ngô Xuân Lịch mà những người xung quanh của ông chắc chắn cũng có dính líu đến đường dây hoạt động tình báo Hoa Nam. Cho nên Tổng cục 2 đã tiến hành rà soát thẩm vấn và hỏi cung hàng loạt các nhân vật. Đến người giúp việc nhà của ông Ngô Xuân Lịch thì toàn bộ các sự thật đang dần được phơi bày. Theo như thông tin của Thượng tướng Phan Văn Giang, lãnh đạo thẩm vấn người giúp việc ông Ngô Xuân Lịch, cô này là một trong những người phụ nữ nông thôn chất phác hiền lành, mặc dù có là giúp việc cho một nhà đại tướng. Nhưng những thông tin cô này cũng không biết nhiều, tuy vậy, cô vẫn biết một số người khách mời thường xuyên gặp ông Ngô Xuân Lịch trong phòng riêng và bàn một chút về những bí mật quân sự. Cô có thể nghe lén được theo như lời khai của người giúp việc nhà Ngô Xuân Lịch, thì ông Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh là một trong những mắt xích quan trọng của gián điệp Hoa Nam đang hoạt động tại Việt Nam. Trước đây, Nguyễn Chí Vịnh là một trong những người tướng nổi tiếng tại Việt Nam. Về toàn bộ quá trình hoạt động có liên quan đến ngành tình báo và ngành ngoại giao quân sự, tuy nhiên dần dần tai tiếng của ông cũng đã được phơi bày ra ánh sáng. Theo như các thông tin từng tố cáo trước đây, thì Nguyễn Chí Vịnh là một trong những người, còn có ông Nguyễn Chí Thanh. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được sự nâng đỡ của người cha Nguyễn Chí Vịnh đã có sự thoái hóa biến chất, biến toàn bộ Tổng cục 2 trở thành một trong những cứ điểm riêng của ông ta. Tất cả những sự vụ lời này đang ngày càng tạo ra những chuyển biến lớn, trong đó hàng loạt các đơn thư tố cáo nhằm vào Nguyễn Chí Vịnh. Thông tin từ Trung tá Vũ Minh Trí đã loan báo cho biết về con người Nguyễn Chí Vịnh như sau. Gần đây trong Tổng cục 2 có nhiều việc khiến những cán bộ quần chúng ở khu vực này trở nên hoang mang, có liên quan đến sự điều động và chỉ đạo của ông Nguyễn Chí Vịnh. Thứ nhất, năm 2006, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng bộ quân đội đã đề ra chỉ thị rõ ràng về sự yếu kém, khuyết điểm đầu tiên lẫn vào kinh nghiệm đầu tiên của Đảng bộ quân đội Tổng cục 2 nhiệm kỳ 2001-2006 là công tác nắm và đánh giá tình hình cuối tháng 4. Năm 2008, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng không tới dự lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Tổng cục 2. Thứ ba là cuối năm 2008, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh tới làm việc trong diện hẹp với lãnh đạo chỉ huy Tổng cục 2. Nhưng trước, trong và sau chuyến thăm, Nguyễn Chí Vịnh và bè lũ không hề hoạt động tuyên truyền. Điều này trái hẳn với thông lệ từ tháng 9 năm 2008, hàng chục cán bộ của quân đội có chức vụ thấp hơn hoặc tương đương được thăng quân hàm thiếu tướng, trung tướng, cục trưởng. Cục 25 Tổng cục 2 Đỗ Văn Nghị được thăng quân hàm thiếu tướng. Vậy mà Tổng cục 2 Phó Trung ủy Trần Việt Thắng, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Minh Tân đều không được thăng quân hàm thiếu tướng. Phó Tổng cục trưởng Lưu Đức Huy thì chỉ được bổ nhiệm chính ủy Tổng cục mà không được thăng quân hàm trung tướng. Người ta tự hỏi rằng phải chăng cấp cao trong quân đội của Đảng và nhà nước đã phần nào nhận ra bản chất thủ đoạn giàu xa của Nguyễn Chí Vịnh và phe lũ, phần nào thấy được tình trạng yếu kém khủng hoảng của Tổng cục 2. Sau đó người ta băn khoăn là nếu đúng như thế thì lãnh đạo cấp cao trong quân đội Đảng và nhà nước không khẩn trương làm rõ sự xấu xa ấy để có biện pháp xử lý phù hợp. Ba là ngu hóa cán bộ một cách hệ thống. Điều đó là một tình báo là một hoạt động mang tính chất xã hội sớm xuất hiện ngày nay đã đạt tới trình độ cao. Tài liệu nghiên cứu tham khảo về các hoạt động tổ chức và hoạt động tình báo của Việt Nam, đặc biệt là tình báo cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo và tình báo các nước rất phong phú, thậm chí còn có thể nói rằng không hề có nghề nào mà việc làm nghề được sách báo phim ảnh mô tả nhiều như là nghề tình báo. Sau Nguyễn Chí Vịnh và phái lũ không hề nghiêm túc nghiên cứu để có thể kế thừa phát huy, phát triển vận dụng sự sáng tạo, thêm một số phương châm phương thức hình thức tổ chức. Lựa cách làm không phù hợp thậm chí là làm cản trở việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của tình báo và bắt mọi người phải thừa nhận
phải chạy theo rồi là bị mắc kẹt giữa một mớ bong bong cả về lý luận lẫn thực tiễn. Ví dụ chức năng tham mưu chiến lược của tình báo phương châm dựa vào dân mà tìm địch. Quan điểm địa bàn trong nước là chủ yếu địa bàn trong nước là quan trọng sống còn. Các khái niệm tình báo hành động cán bộ mật, cán bộ hoạt động tổ trưởng điểm báo địa bàn cứ điểm và cơ điểm trưởng của đội báo chiến lược bất hợp pháp, quan hệ liên minh đặc biệt có thể báo chiến lược bất hợp pháp, hướng bố trí những người chưa thật sự kinh qua các tổ chức và hoạt động, vốn không làm được vì việc vi phạm. Quy định của đơn vị trong công tác nghiên cứu sảng dạy tình báo, đặc biệt là trên lĩnh vực địa báo chiến lược bất hợp pháp, chúng tổ chức hoạt động, tổng kết lực hiện thực hiện pháp lý phát triển lý luận rất rầm rộ, tốn kém huy động sự tham gia của hàng ngàn người, song về cơ bản là mang tính hình thức. Vì vậy, sản phẩm của quá trình nghiên cứu giảng dạy tình báo ngày càng suy giảm, chất lượng. Hồ Chí Minh đã từng dạy vào tháng 8 năm 1949, tình báo là một khoa học, song đến nay chỉ cần xem qua tên gọi mục lục về luận án tiến sĩ thạc sĩ tình báo, các giáo trình đào tạo cử nhân tình báo và công trình đề tài, tổng kết thực tiễn nghiên cứu khoa học, tại Tổng cục 2 cũng có thể thấy, trình độ trí thức khoa học của Tổng cục 2 chẳng những trình độ rất thấp, mà còn sai lầm trịch hướng rất nghiêm trọng. Trong bối cảnh đang có sự cạnh tranh với Trung Quốc trên khu vực bãi tư chính và một số địa điểm quan trọng, đến thời điểm này phía Việt Nam đã cho thấy sự lép vế vô cùng nghiêm trọng của Việt Nam so với Trung Quốc, đặc biệt là sự lép vế về các thông tin dự báo Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ dã tâm chiến lược xâm chiếm Biển Đông, biến khu vực này trở thành một trong những ao nhà quan trọng mà Bắc Kinh khao khát có được. Về tình hình Biển Đông hiện nay, trận chiến gay cấn giữa Trung Quốc nổi cơn thịnh nộ đã tuyên bố uy hiếp phá sập giàn khoan của Việt Nam, lô dầu khí Smog, Campuchia ngó lơ, nhưng Hoa Kỳ và đồng minh Liên Âu đang trừng phạt ông Tập Cận Bình, chắc chắn không thể nào không nhúng tay vào. Thưa quý vị, vừa mới hôm qua, tờ báo Washington Post trích lời của một sĩ quan chức cao cấp cho biết, Joe Biden đã ban bố sắc lệnh sẽ đáp trả tương xứng nếu như bất kỳ đồng minh nào của Mỹ bị Trung Quốc hàm hại ngoài Biển Đông hay là đe dọa đến lợi ích kinh tế cũng như là quyền lợi chính đáng của Mỹ nói riêng và toàn thế giới nói chung, đặc biệt là các nước nằm ở trong khu vực. Trong tình hình nóng bỏng nhất hiện nay là châu Á-Thái Bình Dương, mặc dù như vậy, nhưng Trung Quốc đã bỏ ngoài tai, không những thế nhiều năm qua còn dòng ngó và không để yên cho Việt Nam khai thác, làm ăn kinh doanh hợp tác với Mỹ để phát triển kinh tế. Bởi lẽ vì đương nhiên, Trung Quốc là đại diện, là ông Tập Cận Bình, rất tức tối và cay cú nếu như thân với Mỹ là đối thủ của Trung Quốc, thậm chí là còn hơn làm nhục Tập Cận Bình trước bàn dân thiên hạ, bà con văn võ từ người già đến trẻ nhỏ, làm sao người ta nghĩ có thể nhắm mắt để cho Tập Cận hưởng những phút giây bình yên. Kết quả đúng không sai, sau đó Tập Cận Bình có những hành động hung hăng ngang ngược và mấy ngày hôm qua, người đại diện cũng là đồng thời có chức vụ điều hành Bộ Quốc phòng Trung Quốc là ông Ngụy Phương Hoa đã ra thông báo trong vòng chưa đầy một tuần lễ tới, Bắc Kinh sẽ điều động tất cả các nguồn lực hiện có đến khu vực Biển Đông, nơi hạ đặt giàn khoan ASEAN Mobile mà Việt Nam đang họp báo khai thác dầu khí với Hoa Kỳ, để Bắc Kinh thăm dò tình hình diễn biến tại đây. Ông này cũng nói thêm rằng, do trong thời gian vừa qua Việt Nam và Mỹ đã cấu kết với nhau, có ý định lấn chiếm lãnh hải và đặc biệt là vùng chứa đựng tài nguyên khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất so với đáy biển Trung Quốc. Không những thế, ông Ngụy Phương Hoa tiếp tục đưa ra yêu sách đường lưỡi bò để khẳng định giàn khoan ASEAN này là nằm trong khu vực phạm vi chủ quyền của Trung Quốc, đồng thời cảnh báo yêu cầu trong vòng 7 ngày đổ lại, Hoa Kỳ và Việt Nam không chịu cho tàu thuyền, các công nhân và kỹ sư địa chất của hai nước rút ra khỏi khu vực này, bằng không Trung Quốc sẽ có những biện pháp cứng rắn để chọc phá sập công trình khai thác chỉ trong vòng 5 giây. Mà Việt Nam cùng với Hoa Kỳ đã tốn nhiều tiền bạc, công sức và thời gian để lên kế hoạch cho dự án, mang lại nhiều tiềm lực kinh tế mạnh mẽ để phục vụ cho nhu cầu của người dân, phút chốc bỗng dưng tiêu tan thành mây khói. Phía Bắc Kinh còn ra một lời đề nghị hấp dẫn như thế này: nếu như Việt Nam và Hoa Kỳ tay trắng rút đi, để lại nguyên giàn khoan này thì sẽ không có bất kỳ thiệt hại nào xảy ra. Thậm chí Trung Quốc còn hứa chia cho Việt Nam và Hoa Kỳ một khoản tiền hậu hĩnh gọi là bồi thường tổn thất, đồng thời chia cho Việt Nam vẫn còn thêm 1% hoa hồng. Trong đó đáp lại lời tuyên bố trên, tờ báo CNN bình luận cho biết Washington vô cùng tức giận với thái độ trơ trẽn của Bắc Kinh. Tổng thống Joe Biden không những bác bỏ lời đề nghị thiếu kinh tế của Trung Quốc,
mà mới đây còn tổ chức buổi họp cấp cao với Quốc hội Hoa Kỳ để Quốc hội đưa ra sắc lệnh trừng phạt Trung Quốc nếu có động thái làm ảnh hưởng đến hòa bình ổn định trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Kết quả là được đa số cử tri bỏ phiếu ủng hộ. Dự đoán chưa đầy một tháng nữa, văn bản pháp lý này sẽ được soạn thảo xong và chỉ cần có chữ ký của người đứng đầu Hoa Kỳ là Tổng thống Joe Biden, bất cứ lúc nào là tất cả mọi người sẽ bất cứ lúc nào cũng có thể trừng phạt Trung Quốc. Còn về phía Campuchia đã không có tiếng nói gì để bảo vệ cho Việt Nam. Đây chỉ là lên án hành động của Trung Quốc thôi chứ chưa nói đến việc Campuchia sẽ ra mặt đứng về phía Việt Nam. Nhưng điều đó được xem như có vẻ là rất khó khăn với tình hình của hai bên. Hiện nay khi đang phải chịu sức ép từ phía Bắc Kinh về mọi mặt, Trung Quốc bây giờ như là một con cún bị kiềng xích lại và trên tay ông Tập Cận Bình đang dắt. Vậy thử hỏi xem Campuchia sẽ còn lại được gì? Chúng tôi chỉ muốn diễn giả. Để quý vị có thể hình dung với cảnh ngặt nghèo của đất nước từng là đồng chí anh em thân thiết của Việt Nam là Campuchia để có thể tìm hiểu rõ hơn, mời quý vị và các bạn có thể để lại những ý kiến bình luận của mình về những hành động ngang ngược của Trung Quốc tại Biển Đông. Trong bản tin tiếp theo, chúng tôi sẽ cập nhật vụ việc của tướng bán nước Ngô Xuân Lịch cùng với tình hình chiến sự tại Biển Đông để gửi tới quý thính giả và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!